Hi, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình có một mớ cá rô phi. Cá này mình đi câu về đây. Mình đã mổ bụng và cắt cái đầu của nó đi. Nói chung là mình cũng đã làm sạch rồi. Thì hôm nay mình đổi khẩu vị, ăn dân dã một chút. Làm cái món phi lê đơn giản. Không có dùng bột đâu. Mình làm rất đơn giản thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ dùng cái dao để mình lọc hai cái phần thịt hai bên của con cá ra để mình tiến hành thôi. Đây, mình cái dùng cái dao này mình sẽ lọc ra. Mình làm cái cá nhỏ nhỏ thế này ăn nó ngon hơn. Chiên thì ăn cái cá nhỏ nhỏ này nó ngon hơn là cái cá to. Đấy, mình lọc được cái miếng thịt hai bên là của con cá bỏ vào đây. Đấy. Nay mình lấy hai cái miếng thịt thôi, còn cái xương này mình loại ra. Rồi sau khi lọc xong thì mình sẽ dùng cái dao mình khứa như thế này thôi. Đấy. Mình khứa mỏng mỏng thôi, không là nó đứt. Làm này cho nó ngon. Đấy. Rồi sau khi mình lọc xong và mình dùng dao mình khứa như thế này á, mình để cho ráo nước nhé, rồi mình bỏ vào cái bát này. Đây là mình có chuẩn bị hai quả trứng này, mình sẽ đập vào đây. Rồi mình cho vào đây một thìa mì chính. Cho vào đây một thìa nước mắm nhé. Nước mắm thơm ngon luôn. Rồi mình sẽ đảo đều đi. Mình quấy cái trứng này ra này. Quấy cho cái trứng này nó tan. Mình trộn đều. Làm cái món ăn rất là đơn giản, dân dã thôi mọi người. Mình ăn thấy ngon thì mình làm. Đấy. Mình trộn đều như thế này á. Mình trộn đều như thế này mình đem đi chiên thôi. Rồi, ok. Bây giờ là mình đem đi chiên mọi người nhé. Rồi, khi dầu nóng mình sẽ cho cá vào thôi. Hãy
Đấy, mình làm nhiêu đây là cũng đầy một chảo luôn. Kín chảo luôn này. Rồi, bỏ hết số cá rồi. Đây, còn cái nước này mình sẽ rưới vào đây. Nước này là nước trứng á. Mình để chế độ nhỏ lửa thôi mọi người nhé. Nhỏ lửa cho nó chín từ từ thì nó sẽ ngon. Rồi, ok. Mình cứ tiến hành vậy, mình rán thôi. Mình rán một lúc rồi mình sẽ trở cái mặt dưới lên cho nó chín đều hai mặt. Mình sẽ chiên rán cho nó giòn luôn mọi người nhé. Làm kiểu này thì ăn rất là ngon và sẽ không sợ xương gì cả. Đấy, mình đã lọc rồi. Mình sẽ dùng cái thìa này mình tách cái miếng nó ra mọi người nhé. Vì mình có đổ trứng vào là nó sẽ có hiện tượng dính lại. Mình dùng cái thìa này mình tách miếng ra là mình trở cho nó dễ. Lưu ý là nhỏ lửa thôi mọi người nhé. Vì mình có dùng trứng á, nếu mà to lửa là nó sẽ cháy cái trứng này nè. Mà cá thì nó sẽ chưa chín. Cho nên là mình để nhỏ lửa thôi. Đấy, mình cho cái mặt còn lại được nữa là ok thôi. Đấy, mình chiên như thế này là cũng ổn rồi đấy mọi người ơi. Cái nào mà nó chín giòn hai mặt như thế này là được thôi. Nào. Rồi, để mình tắt bếp mọi người nhé. Rồi, đây mọi người ơi, mọi người xem mình làm cái món cá rô phi phi lê kiểu đơn giản có ngon không ạ? Đây, những cái con cá rô phi mình chỉ lọc lấy hai cái phần thịt của nó này. Mình cho vài quả trứng vào. Đấy, mình nêm nấm mùi chính rồi là nước mắm các kiểu. Đấy, cho nó vừa cái khẩu vị. Rồi mình đem đi chiên như thế này này. Đấy, chiên cho nó giòn mọi người nhé. Này mà ăn với cơm thì nó cũng rất là thơm ngon luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi, ok.